mày hát sẵn á sang ni muối để tàu nó à nĩa ni pí nĩa dùng hào nĩa là nĩa hơi nâng cút ni bảy hoặc đây mình nâng ổ thì chẳng bạn một bệnh luôn bạn ngọt đôi sái là sao dùng kem rồi viên khmai nâng xiêm chẳng phải là xiêm thì trôn máu cái cũng tích trò của nâng anh nâng cái hào thà rút sẵn ná đá cà phía làm nơi than bỏ ạch tê hay nâng cà phía đuông của lưng bó riêng hạt sạc đâm đấy nhưng cô vượt dưới mình mến chia còn lại ạch tê tê chia còn lại đuông của lưng bó bó sát sạch để sang song ông cô vượt này thì cô phê sạch xoay đi bằng quốc cứ chia còn lại mình cho ạch thiết bó sạch đó bà nế nhưng khi sạch xoay đi bằng quốc tới sạch thì bố chi ở rối kế cái đạn thân ông mà cái vô ân máu cái đạn thân cao mà cái cao đó cao nó đôi chả dừng bồ chìa mà nó cái đạn nồng cái cầu đấy là vì dừng vô nâng này cái đạn nồng cao rồi cái bình chun cao nó ấy tới trăm pom còn đau rồi miên tầm tục kì thành ra đạn nồng pom còn đắn cái tầm cái đạn cọp nơi bị kháng cáo ba chướng rồi bỏ này bỏ phiền này để bị ưu tư thoại từ phiền này nhé chăng lục ta ni tâm bất nơi lơ nó tê nơi trong cái đảo nó tê sa dương à Phật sa sơn á kia vô trong một cầm nè rồi chúng nó ao này vẫn cái đạo Phật Phật châu vậy chăng Phật Phật năng nồng bây giờ lang từ lơ nhưng khi Phật Phật năng ha chăng vô một cái lời thì chăng đã cầm ba chương nè đã phải đã cầm ba chương nè cái sách miên chấm nửa mày sách miên chấm nửa tha vì nhiên mà sách nè rôm chấm môi nè ăn thì tê chăng ông lê hào văn sẽ chiếu cái văn sẽ chiếu văn đây tha và nơi thả rút xâm nạc muối two combined đuông mình yên tì two spirit combined so rút xâm nạc muối vì nhiên tì rung khả nìa cứ rung rô viên sạch muối hay rô viên át đi dẹp muối chẳng phê đại sản phim khám ai xìm phê xìm vay cho xìm riêng dương vì trở bằng phá anh sát đề xa phì át đi dẹp nặng nhưng có sát nâng kia chùm nưa thả vi chi á thân vi chi á thân và nơi thả ca phì đuông vì nhiên bó sạt phong sạt phong đuông bình yên bỏ ăn thịt phong chứ bởi cái bẩm phong phụ nè ó anh chạ biết đuôn lủng và anh anh chạ đuôn lủng chứ mà anh chạ không ai dưng cứ đuôn lủng đời sao tức là xiêm chôn mà bẩm phong này nhá bẩm phong cướp có sạt không à nhưng mà anh miên sạt nào để miên ruột tao ruột ấy nó lo để cứ bẩm phong nhỏ đỉnh